Chiếc này là mới nguyên hộp luôn. Thể hiện đầy đủ giờ thế giới. Cái này là cái đường chia ra ranh giới giữa ngày và đêm. Cái viền số màu đen á là đêm, viền số màu trắng là ngày. Mình có cái nút chỉnh ở bên đây, đó là mình chỉnh theo cái giờ đêm và ngày. Đường kính khoảng 14 cm.